Cửa hàng Nhật Đông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số thoại 0988628901. Số thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu cái máy cưa xích hạng tầm trung nòng đứng nha mọi người. Và hôm nay đến từ thương hiệu Echo nha, mã số là GC351 nha mọi người. Hàng hệ đầy mới nha mọi người. Em này thì có đầy đủ chức năng như bộ giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động nha mọi người. Đó, rất là nhẹ nổ, dễ xài, dễ sử dụng ha. Và em này thì đặc điểm được thiết kế cho mình các bộ nhúng lò xo này nha. Nó nên là anh em cắt bẻ mạnh vào cây ấy thì nó đỡ bị rung tê tay nha mọi người. Đó, nó tạo ra một cái độ êm ha, nó xài rất là êm ấm nha mọi người. Đó, và màng bô của em này là màng bô giảm thanh nha. Đó, âm thanh phát ra ngoài nó bị chống tiếng ồn nha mọi người. Rồi giờ sẽ quay chi tiết cho anh em xem về máy này nhá. Lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40, mặt cắt là còn 35cm nha mọi người. Xích được sử dụng xích chân 25 nha. Đây, lam xích khá là đẹp nha mọi người. Các đầu rãnh lam chưa bị dập đầu và chưa bị tè đầu lam, và nước sơn còn nguyên trên cây lam nha mọi người. Đó, nước sơn trắng này còn nguyên ha. Và xích này thì là xích bảng dày nha mọi người. Đấy anh em thấy không? Xích nhìn rất là ghê luôn nha mọi người. Xích là chỗ nào cũng có mắt này nha. Đấy thế. Đó, mắt dày đặc luôn này nha. Mà còn rất là dày nha anh em. Đó. Xích này anh em rũa cũng cực nha, một lần rũa xài cũng rất là lâu nha anh em. Đó. Rồi ốp lam cái này được sử dụng ốp lam 2 ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 13 này, và tăng xích của em này nằm tại má ốp lam nha mọi người. Rất là thuận tiện, anh em chỉ việc lấy lỏng hai ốc này ra, mình tăng xích tại đây ha mọi người, tăng giảm xích ha mọi người. Đó, bên phía mặt má ốp lam tem mạc còn nguyên nhá. Đó, cũng rất là sáng nha. Đằng sau này nó có thiết kế núm bơm xăng này, đây là chốt e nhỉ. Chốt e này e tự động nha mọi người. Bó bóp ga tự động đẩy về này. Đó, còn anh em kéo ra đẩy vào như này tự động lên ga luôn nha mọi người. Đó, rất là thuận tiện ha. Nó giúp ổn định máy nhạy nổ nha mọi người. Lốc mặt tiền đây. Thì tình trạng máy là đi nguyên bản nhé, bảo hành bao lột nòng 12 tháng, anh em mua được tặng kèm hai món đồ buji và rũa nha mọi người. Đó, dàn lốc trước thì độ chày chụa là ít nha mọi người, nhưng mà đây nó bị ám mạc cưa đấy nha. Đó, đây là những cái mạc cưa bên nước ngoài người ta sử dụng, giờ nó úa vào đây nha mọi người. Đấy, nó hơi ám này anh em thấy không? Đó, bởi vì cái lốc này màu trắng nên nó rất bắt mặt mặt cưa rất là nhanh ha mọi người. Đó, đời bô là bô giảm thanh nha mọi người, âm thanh phát ra rất là êm ấm nha mọi người. Mã số seri đây ha, GC351, mã số seri 580300091 nha mọi người, hàng chuẩn của Nhật Bản nhá. Thì đằng trước này thiết kế cho mình nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích này, còn đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Bên phía hộp giật thì các tem mạc còn nguyên ha, Echo này. Đó, đó, và bộ giật này được thiết kế cho mình bộ giật trợ lực nha, nên anh em giật nó nhẹ nhàng, kéo nhẹ là nổ nha mọi người. Đó, bên phía mặt máu bên trên tem mạc còn nguyên nha, Echo GC351, các tem nhãn hiệu máy, tem hướng dẫn sử dụng, tem thương hiệu Lema còn nguyên nha mọi người. Đó, công tắc đây nha. Đó, chốt e đây. Rồi, giờ em sẽ tháo mở bộ phận bên trong nha, anh em xem này. Mà lọc này, nó chỉ có hai miếng chốt gà đây, anh em bẩy lên là xong nha mọi người. Đó, bên trong đây ha, mô bin lửa đây nha. Đó, thấy rất là đẹp nha mọi người, còn nguyên nước trắng này nha ha. Và lọc của em này được thiết kế cho anh em là một màn lọc bông giấy và ốp kín tuyệt đối hai mặt nha mọi người. Đó, chống bụi tuyệt đối và mình sẽ coi vào đầu lọc. Đây anh em nhìn thấy màn lọc ha, rất là kín. Nói chung cái màn lọc này lọc rất là tốt ha. Đó, chỉ có bụi nhỏ nhất có thể xuyên qua đây thì nha anh em. Đó, lọc rất là tốt và lọc như thế này thì anh em giúp nó bền cái nòng cho mọi người. Chế được sử dụng chế Wombro nha mọi người. Đó, chế này thì tiết kiệm nguyên liệu rất là tốt và các nước sơn này đây từ các cái con lò xo này nha, thế còn rất là sáng nha mọi người. Đó, nói chung là mẫu này thì anh em xài rất ổn định, nhạy nổ, xài trong gia đình vừa tầm ha mọi người. Rồi giờ sẽ ráp đầy đủ và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Giá của em Echo GC351 này là 2.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Đó, giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài, rất là nhẹ nổ nha, có trợ lực này, kéo nhẹ là nổ, không cần dùng lực nhiều. Canty
rất là êm ấm nha mọi người. Derbo giảm thay nên là âm thanh phát ra cũng rất khá là êm nha mọi người. Ở bên ngoài nghe rất là đã nha. Echo GC351 giá là 2.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông để ủng hộ cửa hàng nha mọi người.